Sau đó, các đối tượng người dùng này di lý về Hà Thành ngay trong đêm để thực hiện điều tra, hiểu rõ vụ án. Hai hung thủ khi mới bị di lý về Hà Thành. Mười ba giờ 15 ngày 1 tháng 10, công an quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện buổi thực nghiệm hiện trường vụ án đặc biệt quan trọng nghiêm trọng bên trên. Lực lượng công dụng ban đầu buổi thực nghiệm: một chiếc xe máy cùng nhãn hiệu giấy xe của nạn nhân đưa tới đáp ứng buổi thực nghiệm. Cả hai đối tượng người dùng tạm tháo một bên còn để đáp ứng công tác thực nghiệm hiện trường. Sau khi bị giác ra tay đâm, nam sinh sợ, vụt xuống đất định bỏ chạy. Trường dựng chiếc xe máy bị đổ lên rồi sau đó cùng giáp lấy chúng làm phương tiện di chuyển. Sau khi đâm lái xe ôm rác nhiều nhát, giáp lấy xe máy của nạn nhân rồi chở Trường về Yên Bái. Đinh Văn Trường thực nghiệm lại hành động lấy ma phone của nạn nhân nhưng không mở khóa nên dứt lại hiện trường. Theo ghi nhận của phóng viên, đến 14 giờ 20 phút buổi thực nghiệm tại phường Thụy Phương kết thúc, đơn vị công dụng di lý nghi phạm về khu vực bến xe Mỹ Đình liên tục buổi thực nghiệm. Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, điểm thực nghiệm hiện trường thứ hai, hàng trăm người trong các số đó có không ít tài xế mặc đồng phục xe ôm công nghệ Rapide đứng trực sẵn bên ngoài dòng hàng rào với mục đích theo dõi cận mặt hai đối tượng người dùng. Em đọc báo biết vụ việc rồi, nghĩ vừa sợ hãi, vừa thấy thương cậu giới trẻ kia, cũng vừa bực tức, một tài xế khác nói. Bên trong khu vực quay đào, một xe máy hiệu Yamaha 150 đặt ở giữa, bên trên yên có sẵn 3 chiếc mũ bảo hiểm. 15 giờ 15 lực lượng công dụng ban đầu thắt chặt khu vực hiện trường để chuẩn bị cho buổi thực nghiệm, lực lượng quân đội cũng nhập cuộc bảo đảm an toàn dòng ngoài hàng rào. Đến 15 giờ 30 xe đặc chủng chở hai nghi phạm đến hiện trường, bên ngoài người dân dây kín. Chiếc xe gần giống xe nạn nhân đã để sẵn cho hai nghi phạm thực hiện lại hành động. Theo ghi nhận lúc 15 giờ 20, hai đối tượng người dùng xe đặc chủng đưa tới hiện trường. Lực lượng công dụng cho nghi phạm thực hiện lại các bước, content của vụ án. Bên dòng, đa số chúng ta nhìn cận mặt hai nghi phạm đã căm phẫn hay nói với nhau rằng trong thế đó mà dám giết người, chúng mày ác vừa thôi, chúng mày chết đi. Rất nhiều xe ôm công nghệ tập kết để theo dõi buổi thực nghiệm, người đi đường hiếu kỳ cũng đi chậm lại quan sát khiến đoạn đường trước cổng bến xe đôi lúc tắc nghẽn. Đến 15 giờ 40, các bước thực nghiệm hiện trường vụ án giết hại tài xế xe công nghệ rác đã kết thúc. Cả hai đẩy lên xe đặc chủng rời khỏi hiện trường. Tại đây, giáp mặc cả giá xe ôm giết sợ. Để nhu cầu ăn này chở chúng về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Sau đó, do không có tiền nên giáp xin ăn sợ. Để hôm khác trả tiền thì tài xế này không đồng ý. Thấy anh sợ, bỏ chạy, hai tên này lấy xe máy của nạn nhân phóng đi rồi sau đó về Yên Bái trốn. Đinh Văn Giáp khai tại cơ quan công an.